Sau khi xem xong clip thì mọi người có thể vào wescan.vn/levy để có thể tham gia trả lời các câu hỏi cùng với mình. Miễn phí mà còn có quà đấy nha anh em. Theo Khánh, những player nào hiện tại có thể tiếp bước thành huyền thoại LN của Việt Nam? Thì đầu tiên đi thì Khánh muốn nói đến đầu tiên là Khánh trước đã. Tại vì Khánh nghĩ thì Khánh vẫn còn một chặng đường ở phía trước. Nên là tất nhiên thì mình cũng đã thi đấu lâu rồi và cũng có một cái số thành tích nhất định. Nhưng mà ý mình muốn nói là mình còn một chặng đường ở phía trước để cố gắng. Thì đầu tiên là mình trước đi. Sau đấy thì có thể đến kể đến những cái bạn trẻ mà đang có một cái phong độ thi đấu ổn định và xuất sắc, như kiểu Kiaya, Slader, Ultimate. Nhưng mà để trở thành một huyền thoại thì nó phải có một cái thành tích ít nhất là đáng nể. Tức là không cần phải là người xuất sắc nhất nhưng mà nó phải đáng nể chứ đã. Tất nhiên là Việt Nam mình là quốc gia đông dân và là một trong những quốc gia cũng gọi là ham chơi điện tử. Cho nên là cái số lượng người chơi nhiều thì nó đồng nghĩa với việc cái tỷ lệ tìm ra được những người chơi hay nó nhiều hơn. Nhưng mà dù sao xét trên cái mức độ đầu tư thì mình vẫn đứng top mà hàng best. Và với thành tích thì đang ở mức, mình nghĩ là mức giữa. Thậm chí là mình có một cái mức độ đầu tư như này mà chỉ xếp sau những khu vực lớn thì mình nghĩ là nó sẽ là cái mà anh em tự hào khi nói được. Giờ có Viettel với Vinaphone tài trợ, chúng ta có đại chiến viễn thông. Ừ, bao giờ mới đến ngày đấy anh em nhở? Ai nổi ngày đấy mà xảy ra thì tôi thật sự tôi tự hào mà tôi nói thể thao điện tử của Việt Nam nó phát triển gì đâu đấy. Thể thao điện tử nha, chứ tôi không nói riêng là VCS nếu mà có ngày đấy. Vì anh em biết về đại chiến viễn thông của Hàn Quốc ấy, SK Telecom và KT ấy, nè nó gì đâu luôn đấy chứ, nó bùng nổ. Anh em nghĩ sao về Alice, Nanh Nha Soi và vỏ bọc thích nghi nhở? Mình cảm thấy khá là hợp lý đấy, khả quan đấy anh em ạ. Valorant nó sắp lên á. Rất là khá khó, tại vì anh em biết sao, cái sức ảnh hưởng của Liên Minh nó ở trên toàn thế giới, tức là ở cả những quốc gia, kiểu ở nhiều quốc gia anh em. Còn Valorant thì anh em nhìn Việt Nam, Valorant có nhiều người bán là mấy đâu, tuổi thông biết. Top 1 Saco. Tốc biến à, không W kịp. Ổ đúng vậy. Má ơi lần nữa. Được không giời, AD tốc biến lên bắn cái AD ơi. Thấy mình nhìn ra không đủ đam nhưng mà nhiều khi thằng AD không nhìn ra. Có con Diana anh em nhé, có Diana chơi theo kiểu có Diana thì vẫn vô được. Rất lẹ. Tốc biến này, chắc còn giết 3 quá. 2 giây có E, 2 giây có E. Ok. Thôi, ta xuống ạ. Lúc đầu tôi quên mất là con này có thể lên được Nanh Aso cộng với cái quả bóng thích nghi, hay luôn này. Nhưng tôi không lấy chinh phục. Đúng là nếu mà lên đồ kiểu đấy thì chinh phục sẽ ngon hơn anh ạ. Không trụ được, em từ từ đợi tôi lên cái. Có mắt tím nhưng mà không phá mắt tím anh em nhé, đi thẳng vô và phá mắt tím mất 4 hit. Nhiều anh em sẽ phá mắt tím á. Nhưng anh em trong trường hợp đấy anh em sẽ phá mắt. Đúng không? Đúng không? Ngon ta. Được anh em. Ê. Ui da, phải quay ra ngoài bên này. Chủ được bắn á. Sao anh em ơi. Ui, ve chậm xíu. Né quy cái. Với mình e hơi lỗi em mà người con kia được tăng đam ấy, thì nghe mà con lính. Con la ơi. Cái cần Vla đấy. Đánh kìa.
giả cái, em sẽ giả cái. Đây, bay về đây. Để em có cắt tay anh em. Ui, ra mò ấy. Đúng người anh em. Đúng quá. Không nghĩ cắt tay ra. Dìu mắng xà. Ây. Con nhện lên dìu mắng xà. Thôi không được đâu, không được đâu, không được đâu. Không được đâu, không được đâu, không được đâu. Lên AP đi. Mà tôi nghĩ dìu mắng xà nó... Biến à, biến xong rồi. Còn đi mốt ạ. Khó. Em ra gấp cả. Được rồi. Ui da, tôi định nghe cứu bạn đấy nhưng mà tôi nghe cứu bạn ấy nhưng mà không kịp. Triple kill cho chú bé nhè. Ê, về cái, về cái, về cái. Ôi ôi không có nọ thủ chết rồi chứ. Hay tôi kịp không, không kịp để đi thi thẳng ở đây rồi. Bây giờ xứ ra xứ ra. Thôi với cả reo ăn. Ôi, con đang ăn sau á, có mấy con nhện con đang ăn sau ăn lẻ. Ê, Kata trên kìa, Kata trên kìa. Kata đằng sau anh em ơi, Kata đằng sau, Kata đằng sau. Bây giờ làm sao để nói cho team biết là Kata đằng sau anh em nó vừa. Can I do, bro? Hay sao? Gỗ đợi em ơi. Chú Khánh đấy. À, có chinh phục quả sống rồi. Chinh phục có đắc thắng. Để xem giờ hụt nhá. Cái nhắc show để làm cảnh à. Cái nhắc show để làm cảnh à mà anh em lao và anh em vồ vập tôi như thế. Trời ơi, cái lối lên trang bị này. Tao với Levi gáy cầu lực top. What? Không ai cản thằng Yre hả? Hay thằng Yre đây mà. Nó đâu rồi? Nó về rồi. Không sao vẫn đèn được ấy. Đánh nhà đi. Nhà đi.